Đố anh Hải là ở đây trước bao nhiêu cửa hàng này thì em sẽ mời anh Hải ăn cái gì? À, ăn kem. Tức là nhiều quán kem. Đúng à, đúng vậy. Tại vì ngoài hải sản ra thì ở đây là kem Thổ Nhĩ Kỳ, là lần hình như là lần nào mà tụi em đi với ảnh thì kia là xuống đây đều ghé để ăn kem hết. Và anh thấy không, ở đây là còn có cáp treo để đi lên Hồ Mây á. Nhưng mà do là anh em mình di chuyển có một ngày thôi nên không đủ thời gian, thì để bữa khác anh em mình đi sau. Bây giờ anh em mình đi vào ăn kem cho nó tỉnh táo, sau đó thì sẽ đưa các bạn đi chơi vòng quanh đây. Em ơi cho anh order kem ngồi bàn này, order luôn đây nhỉ. Đây là cái cây tươi người ta làm đúng không? À, kem tươi à. Kem em menu đi mọi người. Kem vàng mình có thể một ly là 3 viên đúng không anh? 3 viên thì mình chọn cái nào ạ? Cho một cái thập cẩm. Cho cái thập cẩm cho cô Hồng. Em một ly dâu sầu riêng với lại là canh dây ạ. À? 2 ly y vậy ạ. À? Một ly cho caramel nha. Cho mình một sầu riêng này, bạc hà này, với lại là khoai môn. Của em là nho này, chanh dây này và khoai môn. Là nhiều đam mê, là nhiều anh nhớ được hết không? Dạ. Một phần này là bao nhiêu tiền chị? 50 nghìn. Sầu riêng, khoai môn và chanh dây. Giờ tìm cái tờ bé khó lắm em ạ. Chơi cạn tàu ráo máng này luôn. Cạn tàu ráo máng. Vừa cho bảo đi phải tiêu hết 100 củ cho về anh em ạ, nhưng mà vẫn còn nhiều quá. Yeah, đúng rồi. Hi, thank you. Cái này của em đây hả? Không biết vị của ai luôn. Mình ngồi đây. Cái này là kiểu gì đấy? À, bỏ kem như ăn, mình có thể là bỏ kem như ăn hoặc là mình thích thì mình ăn riêng. Thầy ăn theo phong cách của mình thôi anh. Mời cả nhà nha. Sau có 3 viên mà sẽ có 2 cái ốc quế. Xong có 3 ốc quế đi nhỉ? Cũng lạ chứ hả? Bình thường một ly bình thường chắc là 2 viên hay sao á. mình đang cố kiểu bẩy cái này lên nhưng mà nó lại càng gãy ra kiểu. Cái chân của cái kem này là nó dẻo dẻo anh. Quay. Đúng rồi, người thành công phải có cái đường nét đi. Buổi chanh dây này. Mà hay buổi chiều không? Anh chị thấy cũng tàu buổi chiều thế nào? Đúng không? Ở đây ngắm hoàng hôn và ăn chanh, ăn kem là quá tuyệt vời các bạn ạ. Hy vọng chiều nay anh em mình sau khi thưởng thức kem xong thì có thể đi đón một chút hoàng hôn. Nếu mà Vũng Tàu thì ngoài cái kem này buổi chiều ra là mình còn bánh khọt nè. Bánh khọt rồi còn bánh bông lan trứng muối nè. Quan trọng là anh ăn nổi hay không thôi. Nhiều đồ ăn thật nha. Nhưng mà ngon thì biết là người ta đi xuống Vũng Tàu á là người ta sẽ tìm đến những nơi đó. Giống như là đi ra Sapa là phải tìm tới nhà hàng của anh vậy á. Rồi bà Dung ăn đi. Đấy. Ngon đấy, kem này ngon đấy. Đây là của mình nha. Nhưng mà anh Hải thấy cái vị của cái kem này nó có khác không? Nó khác ngoài Sapa đấy. Nếu mà so ngon hơn là nó được làm không phải là từ các cái chất hóa học như em diễm vào đúng không? Mà đánh từ trái cây tươi luôn. Nên là tạo được cái vị thơm và ngọt mặn mát. Em thích cái vị dẻo dẻo của kem này, dẻo dẻo dài dai ấy. Đúng không? Nếu mà có dịp anh em mình đi Phú Quốc á, thì đi vô chợ đêm Phú Quốc thì thấy người ta gõ gạch, người ta làm cái kem mà luôn rồi. Đúng rồi, biểu diễn đấy đúng không? Đúng rồi. Không lẽ giờ đặt vé đi Phú Quốc không? Ok. Thưởng thức kem xong thì bây giờ hai bạn Dung Diêm lại đưa mình đi thưởng thức bánh bông lan cổ điển. Bình thường là nếu mà đi sớm thì mình sẽ thấy người ta đi ăn. Sapa TV. Biết cả Sapa TV à? Ừ. Hay quá. Chị ơi, ở đây còn bán không? Bên đang nghỉ không? Bán em à. À bên này à? Sorry. Bên đó là tráng thôi anh ạ. Đúng rồi, bên này là thôi. À bên này là tráng. Khoan mực đi mơ. À, xin anh cảm ơn. Hay quá. Số 2 ạ? 350
dây này đúng không? Yeah. Đúng rồi, khăn tay. Mình làm là từ mấy giờ đến mấy giờ hả chị? À, 2 giờ chiều mà ta đang nghỉ rồi. 5 giờ chiều. À, 6 giờ sáng, 5 giờ chiều. Bây giờ là 6 giờ chiều. Cái tai mình nghẽn ngãi kiểu gì đấy, từ ngày Covid xong tai dở lắm. Hậu Covid. Anh em thấy mình vừa làm quả dâu xong có nét không? Đẹp dai hơn không? Lấy cho em bốn hộp số 2 luôn đi ạ. Mua về để biếu nữa. Mình làm mỗi loại một hộp đi em. Hết mấy loại kia rồi anh ạ. À. Như kể là vì bánh này tráng bán trong ngày. Số 2. Ừ. Bây giờ chị lấy 2 hộp, số 2 hả? Của em là 4 hộp nha. 4 hộp. Chia làm 2 túi thì còn mỗi số 2 này hả chị? Số 1 thì thiếu chà bông. À. Số 1 là thiếu vị. Gói lại đi. Gói lại cho nè. Rồi. Thank you chị nha. Mở ra cho nó, về sợ không biết mở. Em ra tính tiền. Rất tò mò nè, mở cái gì. À, cái bánh này ở trên bản mình cũng có mà. Nhưng mà làm gì có trứng ngọt lộn trong này. Để trà bông lên chị. Trong này còn rắc trà bông lên. Ừ. À, này nghẹn lắm. Có loại mà có phô mai này kia thì nó sẽ béo hơn. Nhưng mà hôm nay thì cái loại phô mai hết rồi. Ừ. Mời em gái một miếng đi. Dạ. Ngon mà. Dạ. À, xin phép mời bạn cameraman nhá. Rồi. À. Đấy, à, nhấp mồm. Ngon đấy. Ở đây á. Nó ngon như cái bột. Với lại làm cái vị của nó không bị ngọt quá gắt anh. À. Ăn nó không phải quá khô. Cái tôm tê ngon nó hát thử với em. Cảm ơn chị nha. Không cần mua cũng được này. À thôi thôi, em cảm ơn anh ăn cái này rồi, ăn cái đấy vào. Tí nữa lại tập. Bán đắt nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Đang ăn đồ ngọt rồi ăn cái đấy vào, sợ tí tao tao mười bỏ mẹ. Welcome to chợ đêm Vũng Tàu. Vũng Tàu Market. By night. Bây giờ là mới có 6 giờ thôi là anh em mình đã đi. Tại vì chiều nay anh em mình không có tắm nên là mình đi ăn sớm hơn rất là nhiều người. À, hôm nay không tắm à? Dạ đúng rồi, không phải. Nếu mà bình thường người ta đi tắm biển là bây giờ người ta mới bắt đầu tắm rửa, sấy tóc thôi. Khoảng 7 giờ, 8 giờ thì anh em mới đông à. Anh em mình cố gắng làm sao mà đi sớm nhất, bởi vì là thường đi chợ sớm thì đồ nó sẽ tươi ngon hơn đúng không? Dạ đúng rồi, nhiều đồ hơn. Đấy. Với lại là mình quay phim nó cũng dễ hơn. Đây bây giờ mình sẽ đi quay một vòng khu chợ đêm để chia sẻ với các bạn xem là ở khu chợ đêm này có những cái gì nhá. Ui con này, con cá đuối à? Con này chắc là tùa chết rồi nhỉ? À, xin chào nhá. Con này con cá gì đấy? Cá bớp ạ. Cá bớp à? À, cá bớp này, cá... Cá đuối này. Cá đuối này, rất nhiều những cái hải sản. Cá cam. Đi Vũng Tàu anh biết là tụi em thích nhất là cái gì không? Một là cá ba sa với lại là cá cam nướng. Cá sa ba chứ quên nhầm. Cá sa ba với lại cá cam nướng. Thì một hồi mình sẽ gọi con cá cam nướng của Bình Trang. Ok. À, hôm nay mình, trưa nay mình được ăn cái ốc này này. Nhưng mà, nhưng mà quan trọng là anh nhận ra anh có giảm giá không đi đã. Giảm giá không giảm giá đi. Còn mà nếu mà em là chủ thì em làm thẳng ngay đúng không? Ok. Giờ anh em mình... Con này là... Mực gì đi anh? Mực này là... Mực sữa hả? Mực sữa. Cái này là món gì hả? Cái đó mình chiên nước mắm chưa? Chiên nước mắm à? Chị là cuốn lá lốt đúng không? Ồ. Ngon đấy. Ông gì, ông gì em? Ông thổi. Thổi bao nhiêu một con hả? Dạ tùy theo size chị. Cái mà size này? Cái này là 50 ạ. Có lớn hơn là 60 hoặc là 70. À, mình tính theo con đúng không? Dạ đúng rồi. Ngon đấy. Nước than hoa này ngon đấy bà con ạ. Rồi. Hết đất luôn. À, bên này là bán cho đĩa hả em? Dạ, tùy lại. Cái sò bẹo với sò đẹp là 70.000 một phần. Còn ngao hay còn 125.000 hầu. Hầu bao nhiêu em? Dạ hầu có hành là 30, phô mai là 35.000 một con. À, hầu bao nhiêu? Anh em cũng phải thằng đi này tình con đấy nhỉ? 40.000 một con. 40.000 một con ở trong nhiều đi anh. Lần trước anh em mình ăn cái con này là cái con mà kiểu mình nhìn thì nó rất là to nhưng mà ở trong thì cái nhân nó rất là nhỏ. Bên trong này ăn cái nó cũng thuộc dạng rất là tốt cho sức khỏe nè. Lần trước chính là mình ăn cái này mình cũng đến Vũng Tàu luôn. Không, Quảng Ninh. Quảng Ninh, Quảng Ninh cả con Sam nữa này. Xem cái trứng này. Mà con này là size nó cũng vừa thôi chứ chưa to.
À, một hồi mình sẽ gọi mấy con này nữa ha. Okay. Nhưng mà để anh chị tham quan trước đi. Rồi mình chốt quán. Rồi anh em mình cái quán này có vẻ hay đấy, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi một vòng để quay chia sẻ với tất cả mọi người. Sau lát nữa sẽ có gì quay lại sau. Đang đến ngày nào nó cũng quay kênh anh kìa. À, hello. Anh. Hello anh. Hello Mít Mít Bưởi. Mít Thái. Mít Thái. Mít Thái Company. Dạ em cảm ơn sếp quay lại nha. Ồ, cái này ơi. Ồ, tôm hùm đi anh, tôm hùm đi. Chưa mình mới ăn. À, tôm hùm bông đi đúng không? Dạ. Thôi tối nay sẽ ăn món khác thôi. Ăn ngán. Trưa nay là cho mình chuột mấy con tôm hùm rồi. Chị chịu anh nè. Mẹ à. Mẹ. 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 Anh là anh ủng hộ kênh này. Anh là anh ủng hộ kênh này. Nhà em mới đi chợ buôn là xem kênh của anh đấy. Này 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 cả nhà đi đang đi quay phim một chút tí lại sau nhá. À, cùng quê mình đấy. Ôi, 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 ôi. Rượu anh đi không? Nói ăn tôm à, nói ăn tôm cả mà nói rượu sâu rồi, nhìn thằng biết đúng rồi, sâu. Em muốn Tây Bắc. Thôi em thông cảm, thông cảm bởi vì tí nữa em còn lái xe về Sài Gòn. Đi Nam đi thôi, đi cho vui nhá. Chụp chụp ảnh thôi. Vô cái này. Mấy gì vào đây. Kinh thế đây. Ok. Đây cả đi anh ơi. Đúng rồi, ok. Chụp em thấp phần. Rồi rồi rồi. Chụp chụp thêm lắm mà. Ui rồi, mình đã to mà ông này nhìn có bướm mặt. Nhưng mà từ... Ok. Trả lại ra mình để em chỉ có xem Sara TV thôi. Xem để ăn uống ấy. À ok, rồi, chào chị, bắt tay cả. Anh chị bán hàng ở đây à? Ừ, của anh. Ở đây có những món gì, có món gì đặc biệt không? À. Em có một chữa chiên nước mắm này. À. Đàn mẹ răng muối ngon này. Ốc xoài bên trên này giống hết đấy. À, đăng ký kênh chưa? Em đăng ký kênh của anh luôn, cả nhà em luôn. À, ok, ok. Thế anh chị bán hàng ở đây lâu chưa? Em bán được chục năm rồi. Chục năm à? Mình quay Bắc vào đúng không? Em ở Thái Bình. À, Thái Bình. Quê hương của Nam Tấn. Nam Tấn, đúng rồi. Ok, có em đi dạo một chút không có gì, có gì ủng hộ anh chị nhá. Ok. Vậy dạo này chị lên sân này. Vâng. Sau khi anh em mình lượn lờ một vòng thì bây giờ đã tìm được một cái quán mà từ lúc đầu tiên. Thấy là đông nhất nè. Có vẻ món này là sẽ là hấp dẫn nhất. Ốc tỏi, nướng nướng mỡ hành rất là ngon. Em lúc đầu ăn là em cũng không thích lắm đâu, nhưng mà càng ăn cảm thấy hương vị rất là ngon luôn. Lần này là rút kinh nghiệm là sẽ không ăn con này nữa rồi. Cái con này nó không có thịt. Không có thịt. À, không có cái gì. Nó là cái trứng ở bên trong mà. Đúng rồi, chỉ ăn một trứng thôi. À, đây kiểu nhà quê cẩn thận, cứ thích nhiều thịt cơ. À, cho em order nha. Em ơi, có ai order nhỉ? Gió rất là to luôn các bạn ạ. Ở đây được cái là gió to, mát. Cũng còn to nhất nha em. Nước mỡ hành. Cái gì cứ phải là tên em là to văn nhất nha. Thôi ăn thử luôn hả con này tiếp đi nha. Cái này nướng trứng, nướng mỡ hành. Nhưng mà lửa bài nào mà nhiều này nhất kim chị ấy. Dạ vâng. Cái này là sò sò dương, ý sò. Cái đó là sò dương á chị, sò dương. Sò dương nó hành. Một dĩa bao nhiêu em? Ăn hàu nữa. Dạ, cái đó em bán là con, xong hơn một con. À, anh này là thích vẻ hàu. Đấy, em phải chọn hàu con rồi. Mình lấy mấy con, 4 con thôi chị. Mỗi thứ 1 con đi. Bên này là chuyên về kiểu là ốc ác thôi, còn cá với lại là bên còn bên okay. Kia nãy ạ. Em order này đi, xong rồi mình sang đây order cá. Đây có cả du khách quốc tế ở đây sang ăn nữa, là không có lý gì mình không ăn. Cả các bác mình có biết tiếng Anh đâu mà. Các anh này là kiểu người Nga hay sao nhỉ? À, Tây nhỉ? Con này mắc trong veo này nãy ơi. Russia. Where you from?
À, Greek à? Ừ. Là nước nào? Nước nào ấy? Coi. Hả? Ông nào biết nước nào trả lời hộ tôi cái. Anh ơi, mình đây. Cá mắt trong ve luôn này. Ừ. Con này mình nướng giấy bạc cuốn bánh tráng. Ok. À, con này bao nhiêu tiền em? Dạ, cái đó 180 con chị. Ồ, dạ, con ngao xong bánh tráng luôn. Ok. À, nướng chị con luôn. À, mực nào ngon em hả? Dạ. Mực nào ngon để hấp á? Thế con này làm món gì em? Con này ăn lẩu à? Dạ, cái này ăn lẩu. Ok, quất luôn con lẩu cá đuối đi. Thấy bảo là ra ngoài Vũng Tàu mà không ăn lẩu cá đuối là chưa không phải. Chưa tới Vũng Tàu. Là chưa tới Vũng Tàu đúng không? À, quất luôn con. Lẩu nhỏ hay lớn chị? Lẩu 4 người ăn em, 4 người lấy nhỏ à. Lấy lớn chứ. Lớn hả? À, 4 nhưng mà, người mà sao lại nhỏ anh ha? Nhưng mà con này liệu có cầm lên được không? Dạ được ạ. Cầm kiểu gì đây? Nó có dẫy một phát không? Không, nó đi à. À, nó đi rồi à? Nó đi xa quá rồi à? Giống giống đĩa bay quá. Cái này có này nhiều thịt không? Dạ, nhiều quá. Này nhưng mà sao à? Sao tự nhiên lại đổ hết cả mực vào tay này? Hả? À? Chữ này chữ gì đây? Ôi giời lại còn chơi cả chữ Ả Rập này nữa. Nhưng mà con này là còn có muốn nấu chuối nữa đúng không em? Dạ ở đây em có nấu lẩu với nướng thôi. À lẩu nướng à? Dạ. Thế một nửa ăn lẩu nửa nướng à? Mình lấy nguyên con luôn hả? Không. À không. À lấy phần à? Cái này em có là cái lẩu của em là 200-250 một phần một cái. Một người lẩu 250. Dạ. Còn cá này mình muốn ăn ký thì như 300-350. À. À ok. Cho chị cái lẩu này. Thôi cho anh cái lẩu đi. Dạ. Anh có ăn nghêu hấp thái không, nghêu to kìa. Cái gì cũng được. Nói chung là em hay là bà chủ về hải sản đấy, không biết cái gì ngon chị thì em một được. Một phần nghêu hấp thái nha. Chị chào xíu. Chào em xíu. Cho chị một phần nghêu hấp thái. Dạ. Nãy giờ mình đi chợ của chị có gì ta? À, anh ăn thích ăn cơm này không? Ờ, à, cũng được. À, cơm này bao nhiêu? Thắp nướng cháy tỏi. Giá làm sao em? Dạ, 400 một ký chị. Cho chị 1 ký luôn. Hay là mình cháy tỏi đi. À, không thắp đi. Thắp đi. Thắp đi đó chị. Ờ, thắp đi, thắp cái gì ngon là được. À, cho chị 2 trái cà tím nướng luôn. Ở đây quán mình còn món gì gọi là mà người ta tới đây nhất định phải ăn? Ờ à, cũng được, cũng được. Mực sữa chứ nước mắm. Rồi, ok. Ok, nhanh giúp chị hát. Đây là cái con mực sữa này đúng không? Dạ đúng rồi chị. À nó có sữa trong này hay em? Dạ không. Nó còn bé được. À nó còn bé. Dạ đúng rồi. Lấy cái này luôn này. Dạ. Lấy cái này thôi. Con mực sữa. Lấy à, thì nó bé thì gọi là mực sữa thôi chứ không phải là trong đây nó có sữa, mực nào có sữa. Em nói vui với em đó. À, cho anh có ốc hương loại to không em? Dạ. Ở đây không có ốc hương cổ hả? Ủa, lớn có ốc hương cổ không hả? Ốc hương cổ không có, nhiều lớn hơn đấy có. À, lớn hơn đấy cho một đĩa đi, về cho một ít sò huyết này này. Nó loại to ấy, con to con cổ ấy. Kiểu mình sao mà anh nghiện cái món sò huyết lắm. Hay là kêu nguyên mâm mới cho anh luôn. Cho anh sò huyết to à? Một nửa thiếu cương lớn hơn. Nhưng mà lấy ốc hương to nướng, thì mình hả? Nướng ngoại đi. Ốc hương nướng nha. Tôm hấp hả chú? Tôm hấp đây. Thôi thôi thôi, tôm ghẹ thì trưa nay rồi ôi. Trưa nay vừa ra một trận tôm ghẹ xong rồi. Ghẹ không ăn nổi các bạn ạ. Nhưng mà ở đây ghẹ 45 cân thì ăn tốt. Ốc hương nướng mọi, còn sò huyết em cũng nướng mọi luôn. Nhưng mà sò huyết em lựa con to nha. Tại vì anh này anh kỹ tính, anh khó tính lắm. Ờ, có to mà nướng tới đâu nha. Em phải vẫn lại giữ lại nước cho anh nha. Ok. Nếu mà nó mà mất nước là anh không đồng ý đâu nha. Em đền nước lại cho anh luôn. Em đền nước cho anh luôn à, khét đấy. Ứng yêu chưa? Anh. Dạ. Ứng yêu chưa? Dạ rồi. Rồi thế làm sao mà đền cho anh được? Rồi vui đây các bạn ạ. Dạ, bây giờ anh em mình lên bàn á. Ok. À, cái trái bầu đó là để làm cái gì vậy em? Dạ, cái đó là nấu canh bầu chị. À vậy thôi cho cà tím nướng nha. Dạ. Ok. Rồi anh cảm ơn. Thế xem Sapa TV chồng nó không đấm nữa à? Hả? À, anh ơi, cho xe này lên đi. À. Thế bán hàng này có tốt không? Đỡ anh ạ. Nha. À, thế là tốt rồi. Thôi được rồi, ok. Đây là quán là tương đối là đông các bạn ạ. Giờ mình sẽ ra quay cái khâu ở phía ngoài này để chia sẻ với anh em. Đồ anh làm đi. Đồ anh làm chưa? Hòa tốc thứ tương tự cho anh nhá. Ok. Hai quả cà tím này của mình ấy đúng không? Ngày xưa em có quay cái hot girl cà tím nào đấy đúng không?
À, cái này là món ngoài này. Hàu của anh đây à? À, con này của mình thì gọi. Cá tím của mình luôn. Nói chung là đi đâu mà gặp những cái nhà hàng ăn bắt đầu mới cho lên nướng như này mình rất là thích luôn, bởi vì là mình cả thấy nó yên tâm, nó ngon. Sau khi thảo luận với 500 anh em các bạn ạ, thì anh em mình quyết định là quất con cá đuối kia và nướng nguyên con. 2kg 83. 2kg 83, ok, mang nướng luôn cho anh. Nướng kiểu gì đây? Nướng nguyên con không anh? À, thế đây bỏ cái lẩu cá đuối của anh đi nhá, nướng nguyên con cá đuối này luôn. Ok. Ok. Có phải mổ không? Con này phải mổ không? Dạ có, làm sạch sẽ. À, cứ tưởng cứ để cái này nướng luôn. Làm sạch sẽ. Ok, rồi em làm đi. Đấy, còn đây là con nhung của mình đúng không ạ? Nào. Tại sao mình quyết định gọi con cá đuối nướng nguyên con, bởi vì là mình thấy than lên quá ok luôn để nướng. Đây là sốt gì đây em? Dạ muối ớt à. Muối ớt à? À. Còn cái này là mỡ hành rồi đúng không? Tóc cũng có vẻ vàng lắm rồi, nướng cái nướng đồ nhiều. Kiểu tổ hỏa nhập ma. Bao nhiêu cho em? Dạ chưa. Đây là con cá đuối của mình em ạ. Cá đuối siêu to khổng lồ. À, phải ủ cái này thì nó mới nhanh chín được. Em ơi, con cá đuối thì thường thường nướng cái này khoảng bao lâu thì nó chín em? Khoảng 50 phút anh, tại vì này nguyên con là hơi lâu. À, 50 phút à? Rồi ơi, em này chắc là có cái lông nào rồi. Em ơi. Em còn đủ hết lông không? Lông đủ cánh. Chắc là lửa. Riêng đúng không? Lửa như này hả? Cái gan này làm món gì thì ngon? Gan cá đuối này. Thôi được rồi, cho vào nướng đi. Vừa đây đang nói dở mà gió to này, em này chắc có cái lông tay là cháy hết. Anh em, chị em tranh thủ check in đi. Khẩn trương không là phá cỗ bây giờ này. Đấy. Giới thiệu với đại gia đình là hôm nay là có món cái này là hàu nướng. Hàu nướng phô mai. Còn đây là mực sữa chiên chiên nước mắm này. Còn đây là món tôm sú biển à. Đấy, còn đây là cá. Còn đây là con gì nhỉ? Nhung. Còn đây là món con này gọi là con ốc hương. Con này thì chịu sò huyết. Sò huyết. Con này con gì đây? Cá cam. Nghêu hấp thái. Nghêu, ok. Quá ngon luôn. Cá đuối nguyên con nướng. À, cái đấy là cá đuối nguyên con. Ok, anh em mình vào việc thôi nhỉ. Yeah. Mời cả nhà. Wow. Ăn nghỉ trước đi anh ơi các bác nha. Hả? Bây giờ anh em mình chơi con hàu này nhỉ. Nói chung là con nào mà nó liên quan đến em cảm ơn ạ. Cái gì mà cái đĩa gì nó nặng nặng ở trên bàn anh em mình xử lý trước các bạn ạ. Ây dồi. Hàu nướng của mày mà lo quá không ăn đấy. Ngọt không anh? Hàu nướng. Hàu nướng phô mai.
Nhưng mà em thấy quán này ok ở cái là nó làm để chuẩn bị nước chấm cho anh em mình khá là đầy đủ hơn quán hay chưa. Ờ. Này ba loại nước chấm luôn nè. Ở đây mọi người cũng xem kênh Sapa TV nên là hình như là có cái chuẩn bị rất là chu đáo, đề co rất là đẹp các bạn ạ. Không biết là các mâm khác có được đề co như này không thì mình không biết. Em nghĩ tiếp theo là mình ăn nhâm đi anh. À. Để nó nguội nó mới tanh đấy. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Này. Em ơi. Dạ em cảm ơn. À. Rồi. Đây đúng không? Trong này là đậm cái trứng nha. Đây muỗng nè. À, nó ít chị có dùng muỗng không? Có cho anh mượn thề. Cho một quả trứng vào đây đúng không? Chắc trứng cúc quá. Của em nè. À. Con này họ bán bao tiền con đi em? Hồi nãy hình như là 60 với anh. 60, 80 vậy? Quên, mình gọi nhiều quá để họ đem menu ra. Ừ. Ở đây người ta cho thêm này được cái xưa mình người ta lướng không kêu bét bét chả có cái gì nhỉ. Nên là hơi thất vọng lần đấy ăn lần đầu tiên. Nhưng mà ăn con này mà hôm nào mà mình đi biển anh gặp con nào mà càng to ăn càng ngon, đẹp trứng nó nhiều. Con này size cũng bé. Nhưng mà anh thấy à, con này nó hơi ít dân nhờ. Nhưng mà anh chỉ thấy chợ đêm Vũng Tàu sao? Hôm nay ngày bình thường nên là không có được đông lắm. Nhưng mà bây giờ là tương đối là tất cả các quán là hầu như là full hết rồi anh em ạ. Đây. Đồ bán thì ít nhưng mà quán ăn vẫn mở ra đông. Sò dương nướng mỡ hành với lại là đậu phộng ạ. Ok em. Mình rước một xíu nước mắm lên cũng ngon ạ. Cái nước mắm cho tỏi. Rồi. Bạn cameraman thì ăn sau nhé. Bạn cố gắng giữ chắc camera đừng để rung nhá. Đây mời anh em. Đó, đó, ngon lắm. Dai. Hơi dai mạnh một xíu anh hả? Tại vì nó tươi á. Còn cái đậu phộng vô á, mình ăn nó hơi béo béo. Nó ngậy 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 á. Mà đã ăn sò dương xong á, mình để dễ so sánh thì em nghĩ là anh em mình làm ốc tỏi luôn đi. Ốc tỏi à? Dạ. Quên luôn. Anh có khi trong Sài Gòn á nha, à. Mà có khi á là có quán mà con mà to hơn cái này một xíu mà người ta bán tới 200 ngàn một con luôn á. Ôi. Mà ngoài đây là 200 một con á chị, là có quán bán luôn á. Mà ở đây là 60 nè, con to này là 60 nè. Thế cũng rẻ nhỉ. Cái này họ cắt được chưa? Họ ninh cắt được rồi chứ nhỉ? Cắt rồi ạ. Cái này. Ôi cái con này lôi ra dễ đấy. Ôi cái kìa, cái chị to nhờ. Rồi. À chồng để cho mình con này cả bụng luôn. Đi tính luôn. Cái này thì làm nào mà con được vào mồm. Cho anh thìa em, cho anh cái dĩa. Đấy. Úi ui, ngập mồm nhá. Cái này là sao mà giảm cân được. Em nghĩ là sau chuyến đi chơi này về là chị Tiên sẽ nhanh hết chân, đau chân luôn á. Ờ. Rồi. Ốc tỏi 60 ngàn nè, siêu to luôn nè các bạn. Nhưng mà ngon nhất sẽ là cái phần trên này nó giòn. Dạ. Dạ. Tới đây em, giờ ăn được cái phần này hành chính rồi. Chính lâu luôn. Dai không? Giòn. Mời cả nhà thưởng thức món cà giái dê. ở trong này gọi là cà gì em? Dạ cà tím anh. Cà tím à? Đi đâu cũng nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương hả? À. Rồi cái này là cho vô chén cơm chấm nước tương cũng hết sảy luôn. Ôi. Cái này ngày xưa ở quê anh em kiểu đi câu trộm chó mà quăng cái quả cà này đang nướng nóng rồi nhở, quăng con chó cắn bụp mất lần thôi. Cà nướng ngon quá. Con chó rụng răng luôn. Em ơi em mọi người ăn tôm đi. Mình thích cái món sò huyết. Sò huyết anh em ạ. Nhưng mà
Sói yết ở quán này thì không ngon bằng quán trưa nay. À, tại vì con nó cũng nhỏ hơn anh ạ. Con này là size nó nhỏ hơn. Ốc hương hả? Ốc hương anh em ạ. Ốc hương nước mọi ngon ấy. Em thấy ốc hương có vẻ ngon hơn thủ yết. À, ốc hương thì ngon. Chưa anh em mình đi đảo Hòn Sơn mà nó nuôi nhiều ốc hương em có nhớ không nhỉ? À, Hòn Sơn. Đúng không? Anh em mai đi luôn không? Hả? Mai đi luôn. Ok, luôn ngay. Dân chơi không sợ mưa rơi. Bây giờ là vợ chồng mình lại đa số đi chơi là chính các bạn ạ. Đâm ra là cũng anh em cứ bảo đi đâu là đi luôn. Mấy ghi là được đi cùng nhau. Mấy ghi là trốn bọn trẻ con là đi. Trời ơi, tôm tươi đói luôn nè. Còn mình đánh hai con luôn đó. Em lột cho anh một con, chị Tuyên lột cho anh một con luôn ấy. Ôi rồi. Ngon. Rồi, mời cameraman nha. Ngon nhỉ? Mình ra ngoài đây ăn ưu điểm là thịt tôm tươi, chắc, nó không có bị bở à. Thì cảm giác nó rất là dai luôn á. Ngon quá. Ok. Cái này là mực trứng à? Mực trứng viên dạ. Mắm đấy đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Anh cảm ơn. Có bị khô quá không anh? Cái này phải uống bia hôm nay anh lại uống nước ngọt nhờ. Ngon. Ngon anh em ạ. Rất là ngon rồi. Hồi nãy nó bé bé, bây giờ nó còn bé hơn. Nhưng mà cái mực này không ăn nhanh được. Mực trứng. Mực sữa. Mực sữa. Mực sữa. Mực này phải nhá lâu mới thấy độ bùi ngọt được. Nó ăn không vội được. Tức là con này là kiểu ngồi nhậu mà nhắm nhi á. Đúng không? Uống sữa à? Ngay từ từ anh á. Đúng. Đô. Đô. Cá này cá cam hay... nướng à? À, cá cam nướng kiểu ui rồi này. Ấy. À, béo béo ấy à? Tươi. Đây em ơi. Cuốn rau mà. Ăn không trước. Ăn không chị. Trước đi, xong rồi. Để em cuốn cho. Cuốn sau. Em thì thích ăn cuốn. À, tôi ạ. Cá này ăn nó vừa với cá thu quá nhỉ? Giống cá thu quá nhỉ? Kiểu cá thu quá hơi béo béo á chị. Hay là mang nhầm cá thu cho mình. Vậy này chủ quán lỗi chắc. À, cá này rẻ hơn cá thu à? Ôi, cá thu mắc hơn nhiều chứ anh. À, cá thu mắc hơn à? Dạ. Nên không có chuyện nhầm được. Ờ, tính ra cái con mình còn cái con gì anh? Quên tên, con cá núi. Cá núi. Cá núi nướng nguyên con ha, mà lâu. 2 cân 8. Chị ơi. Em ăn đi chị. Má. Ăn đi ăn đi. Nay là chuyến đi này là anh Hải để chị hồi phục sức khỏe mà. Đúng rồi. Ăn một miếng nguyên chất đấy để ăn cái miếng rau nó khác biệt. Em thấy ăn có rau thì kiểu nó hài hòa hơn, nó không bị ngán quá. Trời ơi, thấy không? À, miếng có rau đây anh, em thấy ăn nhiều thịt lắm rồi đó. Ăn có rau có chất xơ. Thích rồi kìa hầu mà mình. Vitamin rau. Anh ăn sò huyết hoài luôn. Tham hồ ăn sò huyết ạ. Anh cảm ơn. Gió ghê luôn ha. Này. À, trong cái này nước mắm. À. Bánh chấm sai rồi. Lỗi kỹ thuật. Đây là, trong này là bánh tráng rau sống là người ta cứ hay chấm với lại nước mắm tỏi ớt nha. À. Có rau là dễ ăn hơn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nó không bị khô quá. Nó không ngấy. Em bé cá đuối anh sắp được chưa? Chưa, anh sắp đuối.
Giờ cá đuối của em là anh đuối luôn đấy. 20 phút nữa à? Vậy tính ra con cá nướng 1 tiếng em. Dạ, cá nướng cũng lâu lắm chị. Ờ. Nướng nguyên con đó đúng không? Có một món mới à? Xong rồi à? Wow. Ờ. Em có thể giúp anh xẻ thịt nó ra được không? Cắt ra cho anh cái. Rồi, con này là chắc... Con này là anh em mình không dám động thủ rồi, con này rất là to bạn ạ. Nhưng mà anh nghĩ là ý tưởng mà để nấu nguyên con là ok nhờ. Đây là cái này là ý tưởng của bạn Dũng các bạn ạ. Bạn Dũng biết mình muốn ăn cái gì cũng là siêu to khổng lồ nên là bạn ấy đặc biệt là order con này. Nếu chín thì anh thấy giấy bạc của mày vẫn nhìn. Chắc chín thôi ạ. Chắc chín rồi á, ông nói nguy hiểm thế nhỉ. Nhưng mà ở quán mình có ai bao giờ gọi nguyên con gì nướng cho anh? Dạ có. À có rồi à? Em tưởng đây là trường hợp đầu tiên chứ. Nước ngoài. À, người nước ngoài. Thế anh này cũng là người ngoài nước. Đấy, mở nắp ra. Mở nắp ra nào Vương ơi. Xem bên trong có gì. Vương ơi mở cửa ra. Ủa kiểu lắm nhỉ. Đây. Em thấy giống khét quá vậy. Ủa. Đấy, anh em thơm thế. Thơm quá. Ủa, nhìn hấp dẫn chưa? Chiến đi anh em ơi. À, mình cảm ơn. Ủa, thơm lắm em ơi. Em chưa ăn cái món này bao giờ luôn á. Ừ. Cái này là cũng quấn với cả rau sống ăn đúng không? Ừ. Ngon đấy nhỉ? Ngọt đấy em. Chị, gắp thử đi chị. Em ơi, chín đi. Này. Ồ, chín rồi, thịt chín rồi. Chín rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi. Gió mát mát nữa. Rất là ngọt. Ngon, hơi bỏng ấy. Cẩn thận nó bỏng nhá. Ngọt lắm. Ngon hơn con cá kia nhặt. Cái vị này nó cứ mềm mềm, béo béo anh ha. À, ngậy ngậy. Nhiều thịt nào. Đấy, ăn uống kiểu siêu to khổng lồ này, ăn sướng. Xả các bạn. Cái này có đuôi này. Không. Không. Quá, hơi giật cái mây. Nào. Ê, anh cầm cái đuôi đấy, ăn đấy. Ngon. Ngon. Đã nhờ. Quán bỏ này, này cũng bánh tráng thật sảy luôn. À. Nghe quán à? Em thích ăn cuốn. À. Tại vì hôm nay quá nhiều vitamin C rồi, thiếu vitamin C. Cái hai người để làm gì đây? À, trời ơi, mình còn phải là cho đậu phộng lên này, cho mỡ hành lên nữa anh. Người ta cho hai bát mà để làm cái bát. Này, để em chế vô. Nói kỹ thuật. Này. Em à. anh dễ dễ à. Cái đó hả? Em nhẹ nhẹ hơi hơi à. Đó ha. Mọi người thấy cái độ thịt của nó này. À. Lúc muỗng luôn rồi. Đây. Sao tự nhiên lại có hai cái bát này để đi mà không biết làm. Đấy, rất nhiều thịt luôn. Đây em. Này. Đấy. Ui, thịt nóng chưa? Không biết là camera có ghi lại được cái khói nghi ngút đang bốc lên không bạn ơi. Không có thì trừ lương anh. Ờ. Ôi thịt này. Quá. Đấy, bây giờ mình cho cái này hành này, lạc vào đây đi. Mình trộn đây nè. Hay quá. Đấy, nó hẳn thế nó thơm. Đúng không? Anh em mình nóng bội quá. Ừ. Sơ xuất cũng sơ xuất quá. Bây giờ mới hành lạc. May là mới phát hiện. Bây giờ mới là bơ ý cá kèm lạc này. Rồi cho rắc đậu phộng lên nha chị. Đây bây giờ mình rắc này phải rắc theo kiểu thánh rắc muối anh em ạ. Anh em. Mày mặt em hết rồi. Ôi okay. Cái nhìn hấp dẫn này. Vâng, đây các bạn bạn cameraman quay cận cảnh này. Rất là cá này á, là do là mình làm nguyên con á cho nên là sâu bên trong nó chưa có thấm vị, anh chấm kèm một xíu nước mắm sẽ rất là ngon luôn á. Anh nghĩ là ngon đấy em. Miếng này thịt này này thịt này ngon này, rất là ngậy luôn đấy. Con này nãy mấy ký anh nhỉ? 2,8 kg. Nhưng mà phải nói là béo, nó ngậy ấy em ạ. Kiểu là bình thường người ta đi Vũng Tàu á thì người ta chỉ nhớ tới cái món lẩu cá đuối thôi. Nhưng mà làm kiểu nướng này cũng lạ đấy. Cuốn bánh tráng. Ngon. Anh Hải ơi, từ lúc mà các bạn ấy bỏ cái lạc với cái mỡ hành mà công nhận là nó ngon. Đúng. Nhưng mà mình, anh em mình quay review đâm ra là phải gọi nhiều nhiều để quay review giúp cho các bạn cùng xem.
chứ đúng ra là không thể chơi hết được, nhưng mà lát cầm về để tối mình ăn đêm nha. Để tôm này là tối nay anh em mình mỗi người một ly mì. Mì tôm. Bát mì tôm. Tối nay mình làm bát mì tôm đúng nghĩa anh luôn nha. Ok. Mì ba con tôm. Hả? Ba con tôm. Tính tiền luôn em ơi. Tính tiền anh. Dạ anh em mình chuẩn bị về Sài Gòn hả? Ờ anh cảm ơn. Ôi giải đấy. Tổng thiệt hại hết nó hơn 2 triệu các bạn ạ. Đó. 2.488.000 gửi em 2.500.000 luôn. Khỏi thối em. À, thế thì chị mới chia sẻ là ví dụ như bình thường là mình thích những anh cái loại nó to to thì ví dụ như hồi trưa anh em mình đi á, view biển thì giá nó hơi cao lắm. Nếu mà buổi tối mà rảnh rảnh mình đi vào chợ đêm giá rất là bình dân luôn, mà đúng có rồi, rất là rồi. Nhiều loại mà anh em mình lựa chọn. Đúng không anh? Tuyệt vời. Thế sau đây có lẽ là Hải cũng xin phép kết thúc video tại đây. Chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video kế tiếp. Nếu các bạn này thích hay thì hãy subscribe chia sẻ giúp Hải và nhớ follow cho kênh Phạm Dũng các bạn nhé. Cần mua hải sản của em gái mình các bạn nhé. Phan Diễm số điện thoại 0981128578. Tôi đóng nhanh em chậm chậm thôi. Anh ghim lên màn hình luôn các bạn ạ. Không ghim được đâu vì là cái bị lỗi. Dạ. Nếu mà mọi người mua hải sản thì gọi cho Diễm qua số là 0981128578. Cảm ơn mọi người. Ok bye bye. Bye.